Hello, xin chào các bạn. Bernard Shaw là một nhà viết kịch, nhà phê bình, nhà hoạt động chính trị người Ireland. Ảnh hưởng của ông đối với kịch nghệ văn hóa chính trị phương Tây kéo dài từ năm 1880 cho đến khi ông qua đời. Câu danh ngôn của Bernard Shaw, cuộc sống không phải là đi tìm chính mình, cuộc sống là tạo ra chính mình. Nhấn mạnh rằng cuộc sống không chỉ là việc tìm kiếm và khám phá bản thân, mà còn liên quan đến việc tự mình tạo nên một cuộc sống mong muốn. Thông điệp truyền tải về tầm quan trọng của sự hành động và tạo dựng. Thay vì chỉ dành thời gian để khám phá và tìm hiểu thì nên đặt ra mục tiêu để hướng tới những gì mình muốn đạt được trong cuộc sống. Điều này đòi hỏi sự quyết đoán, sáng tạo và sự nỗ lực để thực hiện những ý tưởng và mục tiêu cá nhân. Ý nghĩa chính của câu là có thể tự mình định hình cuộc sống thông qua quyết định và hành động thực hiện, thay vì chỉ dựa vào tìm hiểu và nhận biết về bản thân. Khuyến khích không chỉ vùng vẫy trong việc tìm kiếm mục tiêu và ý nghĩa, mà còn khám phá và sáng tạo bằng cách tự tạo ra cuộc sống chính mình mong muốn.